Thì ngay khi mà tổ chức cái lễ ra quân thì đoàn trường cũng đã có cái chuyện là phân công tất cả các cán bộ để mà cùng với các em lên để mà có thể nói là một đặc thiên tràm, cũng như là chuẩn bị mọi cơ sở vật chất an toàn để các em tình nguyện trong hoạt động. Và đặc biệt là ngay sau khi chúng ta biết là có cái sự việc thực sự là rất là đáng buồn, đó là có 3 cái sinh viên tình nguyện của trường Đại học Hòa Thương đã không may và ở tại Quảng Ninh ấy, thì đảng ủy ban giám hiệu trường đã chỉ đạo tỉnh đoàn cũng đã có công văn gửi về cho tất cả các đội hình tình nguyện, gửi về cho tất cả các đoàn xã và chính quyền địa phương tại tất cả các cái điểm mà sinh viên tình nguyện của trường học sinh đến. Ngoài ra thì đoàn trường cũng sử dụng qua cái kênh Facebook, mạng xã hội và đặc biệt là cái trang web chính thức của đoàn trường để mà tuyên truyền, nhắc nhở và động viên tất cả các sinh viên tình nguyện là ngoài cái việc tham gia hoạt động thì cần phải bảo vệ cái kỷ luật và cái nội quy của đội. Cái thứ nhất là phải làm việc tổ chức hoạt động theo cái chương trình kế hoạch đã đề ra. Cái điểm thứ hai là không tách khỏi đội để mà đi làm những việc riêng của cá nhân. Và cái điểm thứ ba là phải chú ý trong cái quá trình là tham gia cái an toàn giao thông, rồi là tắm sông tắm suối, đi lại tổ chức các hoạt động. Và cái điểm thứ tư nữa là phải có cái chế độ nghỉ ngơi, chế độ báo cáo kịp thời những cái vấn đề đột xuất mà trong quá trình triển khai hoạt động có thể là xảy ra.